Hồ ly dụ. Hồ ly đêm tối vào nhà bếp, ăn no rồi ngủ quên mất. Sáng mai không thể trốn chạy, bèn giả chết đợi người đem dứt. Không bao lâu, quả có người muốn dứt. Một người nói, đuôi hồ ly đẹp quá, đợi tôi cắt rồi mang dứt. Hồ ly nghe mà sợ, chịu đau cho họ cắt. Chốc có một đứa trẻ đến, muốn cắt hai lỗ tai. Hồ ly nghe càng sợ, nhưng nghĩ hai tay không ảnh hưởng đến tính mạng, lại chịu đau cho cắt. Chốc lại có người nói, da có thể may áo lông. Hồ ly kinh hãi nghĩ, nếu lấy da ta, chắc chắn cắt đầu mổ bụng làm sao chịu nổi. Thế là bật dậy phóng ra liền thoát. Người ta ở trong lao ngục của ba cõi không khá cái nhà bếp. Nghiệp đã đầu thai làm người, khó tránh khỏi cái chết. Chỉ có niệm Phật giảng sanh mới có thể vượt qua cái chết. Bỏ lỡ thời trai tráng là cái đuôi hồ ly đã bị cắt, đến khi tuổi già đã sắp cắt đầu mổ bụng. Nếu chẳng lập hoằng thệ nguyện, phấn đấu quên mình có thể ra khỏi mê đồ, mong Phật tiếp dẫn sao. Đổ tội cho Diêm Vương. Một người chết gặp Diêm Chúa, theo tội hành phạt. Người ấy nói, sớm biết như vậy, sao đại vương không cho thần một tin trước? Diêm Chúa nói, ta đã bảo cho người mấy tin, tóc người bạc dần, đó là tin thứ nhất. Răng người rung rinh, đó là tin thứ hai. Sức người yếu dần, đó là tin thứ ba. Tai mắt người mờ điếc dần, đó là tin tức thứ tư, thứ năm. Có một thiếu niên khóc rằng, người ấy được báo tin, nhưng con thì không. Minh Chúa đáp, ta cũng báo cho ngươi mấy tin. Ngươi còn nhớ một thiếu niên nọ bị bệnh dịch chết không? Một thiếu niên nọ treo cổ chết không? Một thiếu niên nọ bị chết nước không? Đó đều là những tin báo cho ngươi đó, đâu cần phải gọi tên mà báo. Cho dù ngươi có sức mạnh không ai bằng, có khả năng lật trời úp đất, có tránh khỏi sự thẩm vấn của cõi này không? Chỉ có vượt thoát thế gian thì không chỉ tránh được sự thẩm vấn của cõi này, đồng thời có thể khiến cho Diêm Chúa kính nể. Thì chỉ có người niệm Phật giảng sanh. Con thiêu thân. Con thiêu thân chết nơi ngọn đèn, chẳng phải chết bởi ngọn đèn, mà là chết bởi cái thị. Người ta thương mà đuổi đi, vừa đuổi đi nó lại tìm kẻ hở lao vào, cho rằng cái thấy của ta là đúng, quyết chỉ tiến lên đến chết mới thôi. Con người ta háo thành sắc, háo danh lợi, háo bài bạc, cũng do cái thấy của họ ở tại nơi đây. Do đó quyết chỉ tiến lên chơi đến chết mới thôi. Sao không lấy con thiêu thân làm gương? Con ruồi trong cửa sổ. Có một con ruồi trong cửa sổ bay qua bay lại cả ngày không ra được, là do nó chấp vào cái thấy nên không thể thoái lui một bước. Nếu biết thoái lui một bước thì trời cao biển rộng. Thế giới ta bà là một cái cửa sổ lớn, từ xưa đến nay không biết đã nhốt bao nhiêu con ruồi bên trong. Ta này may mắn biết thoái bước, bay về hướng tây, bay về hướng tây, sướng quá. Bốn cách luyện ngựa. Thời Phật tại thế, có một người giỏi luyện ngựa. Phật hỏi có mấy cách. Ông trả lời có bốn cách. Một, dịu ngọt. Hai, nạt nộ. Ba, trước nạt sau dỗ. Bốn, trước dỗ sau nạt. Phật hỏi, không nghe lời thì làm sao? Giết. Điều Mã Sư đáp, Thế Tôn giáo hóa đệ tử qua mấy cách? Điều Mã Sư hỏi, cũng có bốn cách. Đức Phật trả lời, một, hạng thứ nhất, dùng lời dịu ngọt, có nghĩa người thiện tín khuyên bảo tu hành. Hai, hạng thứ hai, cảnh cáo, có nghĩa người tạo ác cảnh báo luân chuyển tam đồ. Ba, trước khuyên tu hành học đạo. Bốn, trước cảnh báo luân chuyển tam đồ. Điều Mã Sư hỏi, bốn cách ý không dạy dỗ được phải làm sao? Ta cùng giết. Phật trả lời. Điều Mã Sư hỏi, Như Lai đại từ sao lại giết người? Phật đáp,
không giáo hóa được, dạy cũng vô ích, thì không dạy nữa. Không dạy nữa chính là giết dạy. Thuốc chữa mắt. Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, hoàng hậu Ma Gia trên cung trời Đao Lợi gặp mấy cơn ác mộng. Nội dung một giấc mộng rằng mộng mặt trời cõi Diêm Phù Đề bỗng tắt, cả thế gian đen tối, có vô số la sát tay cầm dao bén móc mắt thế nhân. Ma Gia than rằng đây ắt là điềm Như Lai con ta nhập Niết Bàn. Không lâu Tôn giả A Na Luật quả nhiên lên trời bảo: những sách vở phỉ báng tam bảo của thế gian chính là những con dao móc mắt người đời. Người thời mạt pháp phước báo càng kém thì những loại sách này càng nhiều, trí tuệ càng yếu thì người phụng hành sách này càng nhiều. Nên người quá phước cần phải sớm tự giác ngộ, không bị nó móc là hơn. Nếu đã bị chọc thương phải nhanh chóng nhỏ thuốc. Thuốc gì? Sách này là một trong các thuốc đó. Có nguyện ắt thành. Mông Chánh tự Thánh Công làm chức Công Chánh triều Tống Lã Văn thời Tống Thái Tông, độ tiến sĩ hạng nhất, được phong làm Hứa Quốc Công. Mỗi sáng khi lễ Phật chú nguyện rằng: người không tin Phật chớ sanh vào nhà tôi, nguyện con cháu tôi đời đời an lập vua, hộ trì tam bảo. Sau cháu Di Giả được phong làm Thân Quốc Công. Mùng một Tết hàng năm sau khi lạy từ đường là lễ lạy thiền sư Quảng Huệ. Công Trứ con trai Thân Quốc Công cũng được phong làm Thân Quốc Công. Đối với thiền sư Thiên Y cũng như vậy. Tả Thừa Hạo Vấn đối với thiền sư Viên Chiếu cũng như vậy. Dũng Trung con trai Tả Thừa đối với thiền sư Phật Chiếu cũng như vậy. Đời đời quý hiển phụng Phật quá phù hợp với lời nguyện của Hứa Quốc Công. Cái mà Văn Chánh mong cầu chẳng qua chỉ nguyện thế gian, mà còn được thành tựu, huống hồ phát Bồ Đề Tâm, nguyện sanh an dưỡng mà không toại nguyện sao? Người tu không thể không tu tịnh độ. Thiền sư Thanh Thảo Đường đời nhà Tống có giới hạnh hơn 90 tuổi. Phật tử Tăng Thị thường cúng dường Ngài, Ngài cảm ơn đức ý nên hứa sanh vào nhà họ Tăng. Sau nhà họ Tăng sanh con, người ta thấy Ngài Thanh Thảo Đường đã ngồi tịp, đứa con ấy chính là Tăng Lỗ Công. Nhờ đời trước từng tu phước huệ nên tuổi trẻ đậu cao, sau làm hiền tệ tướng. Lại như thời Minh Mạc, Đại Thành ở Chiết Giang, khất thực nuôi chúng trong chùa. Một lần đi ngang quán cơm nhà họ Sử, họ Sử là một Phật tử thuần thành nên thỉnh Đại Thành vào quán. Hôm đó họ Sử thấy Đại Thành khất thực chỉ được có ít, liền lấy cơm mình thêm vào cho đầy. Nhà họ Sử vốn không có con, sau người vợ bỗng mang thai. Lúc lâm bồn thấy Đại Thành vào phòng, bà vội hỏi thầy vào đây làm gì, nhưng bỗng biến mất. Lúc ấy bà sanh được một cậu con trai. Hôm ấy không thấy Đại Thành đến lấy cơm, đến chùa hỏi thăm thì biết hôm đó Đại Thành tạ thí, liền đặt tên con là Đại Thành. Đứa trẻ còn nhỏ, thông minh hiếu hữu, ăn chay, trọn đời không phá giới. Năm Ất Mùi niên hiệu Thuận Trị thi đậu trạng nguyên. Từ thế tục mà nhìn, hai vị này đều phú quý và có danh lớn. Nhưng từ người tu hành mà nhìn thì hai vị tăng này nhầm to. Giả sử hai thầy biết có pháp môn Tây Phương, lấy công đức tu hành hồi hướng Tây Phương tịnh độ, cho dù không được thượng phẩm cũng được trung phẩm, đâu để nội chỉ là trạng nguyên tể tướng mà thôi. Cao tăng cũng nên tu tịnh độ. Nhà Tùy thích quyền cảnh ở Tương Châu, thông cả tông lẫn giáo, đạo phong truyền khắp. Tháng 6 năm thứ 2 niên hiệu Đại Nghiệp, sắp thị tịch, tắm rửa sạch sẽ, ngồi nhìn lên bỗng nói: ta muốn sanh đâu suốt nội diện, diện kiến Di Lạc Bồ Tát, sao lại làm Dạ Ma Thiên Vương? Chúng hỏi sư nói gì, sư nói: không phải là chỗ thấy biết của các con.
lát lại nói: trên trời rất bận, khách khứa rất nhiều. Nói xong ngồi yên thị tịch. Ôi, khi sư tu hành phát tâm gặp Bồ Tát Di Lặc, vậy mà không gặp Di Lặc, chuyển làm vua trời dạ ma. Từ thế tục mà nhìn, địa vị ấy đã trên cả thượng đế vậy, nhưng so với sanh Tây Phương thì thua xa. Vì vậy cao tăng cũng nên tu tịnh độ, không thể cam tâm làm quỷ. Tất cả nhân loại trong ba cõi, bất luận giàu nghèo trí ngu, sau khi chết nếu không giảng sanh, tất cả đều phải làm quỷ. Khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là khuyên người đời không đi làm quỷ. Nhà nho không tin Phật pháp lại còn phỉ báng, như vậy chính mình cam tâm làm quỷ, còn khuyên tất cả thế nhân làm quỷ. Hiện tại làm người, thở ra không hít vào, tất cả đều làm quỷ. Người ta không biết thời giờ mau chóng, nên nhọc hình lao sức cầu phú quý, dù nghèo hay giàu, một khi ra đi cũng không mang theo được một xu. Quỷ gọi liền đi, đâu phải giàu sang là khỏi. Chỉ có người niệm Phật đến đây không bệnh không hoạn, an nhiên ra đi, thân không bệnh khổ, tâm không hôn mê, ác quỷ thấy hình chạy xa. Diêm Vương nghe tin đảnh lễ, chẳng lẽ không phải đại trượng phu xuất thế sao? Chỉ có như thế mới không làm quỷ, còn không làm quỷ quả thật chẳng phải việc dễ. Chín loài đều nên giảng sanh. Chín loài là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quả sanh, trời hữu sắc, trời vô sắc, trời hữu tưởng, trời vô tưởng, trời phi tưởng, phi phi tưởng. Chín loài là bao gồm hết quý, tiện, u, u tức cõi âm, minh, minh tức cõi dương, trên trời, dưới trời. Trong chín loài, ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là khổ nhất. Sáu cõi trời dục giới, 18 cõi trời sắc giới, 4 cõi trời vô sắc giới là sướng nhất. Chưa ra khỏi sanh tử, cho nên luân hồi trong 6 đường. Khổ cố nhiên là khổ, mà lạc cũng khổ. Cho dù chư thiên sống lâu hưởng phước vô tận, nhưng khi phước báo hết vẫn rơi vào trong 3 đường. Sao bằng cực là quốc độ diễn diễn ra khỏi luân hồi. Mỗi khi tiếng hương nơi các miếu của văn xương, quan đế, đông nhạc, tôi thường nguyện rằng: nguyện các ngài tôn tính Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, giảng sanh Tây Phương, hành Bồ Tát Đạo. Lại thường đảnh lễ Đẩu Mẫu Tôn Thiên và Hạo Thiên Thường Đế. Tuy rất lo sợ, nhưng sau khi đảnh lễ cũng nguyện chí tôn niệm Phật, hành Bồ Tát Đạo, độ khắp tất cả. Vì sao? Vì người có trí tuệ thấy được những việc cực cao minh của thế gian cũng không bằng niệm Phật. Có phước báo nhất không bằng giảng sanh. Niệm Phật giảng sanh không phước báo nào có thể so sánh. Đẩu Mẫu Tôn Thiên tức Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát, Hạo Thiên Thượng Đế tức Đao Lợi Thiên Dương. Mỗi khi Thế Tôn thuyết pháp, Đao Lợi Thiên Dương thường luôn cung kính hầu hai bên trái phải. Hôm nay nghe lời nguyện thầm này, tất nhiên vui vẻ, tuyệt không khai ngược tội lỗi. Chúng ta may mắn gặp pháp môn này, không lo dũng mãnh tinh tấn hồi hướng Bồ Đề, chẳng phải là điều rất đáng thương xót mà Đức Phật đã nói hay sao? Niệm Phật không uổng công. Việc đời mưu mà không thành thì bao nhiêu công lao trước bỏ hết. Chỉ có niệm Phật, cho dù hữu thủy vô chung, công phu niệm Phật trước cũng nhất quyết không uổng phí. Ngày xưa có người đốn củi, gặp hổ leo lên cây, niệm một câu Nam Mô Phật, sau 81 kiếp vẫn nhờ được phước ấy mà được xuất gia, dần đến thành Phật, huống hồ tinh tấn cả đời. Cho dù đời này không được giảng sanh, đời sau cũng ra khỏi sanh tử. Không như thế tục học hành không xong, uổng phí tinh thần, kinh doanh không được, trở thành lộ vốn. Những việc tốt đẹp ở đời
không bằng niệm Phật. Kinh Thí Dụ nói: xưa có hai vợ chồng cầu con, người vợ liền mang thai sanh ra bốn vật: một, đấu gạo chiên đàn; hai, bình mật cam lộ; ba, túi gấm châu báu; bốn, bảy cây gậy thần. Người ấy than: ta vốn cầu con cần gì những vật này. Thiên thần hỏi: người muốn con để làm gì? Người ấy trả lời: ta muốn con để sau nương nhờ. Thần nói: gạo trong đấu dùng hết lại đầy, cam lộ trong bình có thể chữa bách bệnh, túi châu báu dùng không hết, bảy gậy thần đề phòng hung bạo, hiếu tử ở đời há được như thế. Người ấy nghe xong sung sướng, liền được vào tòa. Sau nước khác nghe biết chuyện, cho quân đến đoạt. Người ấy cầm gậy dung lên, gậy đánh tan tác và cướp, ông được bảo toàn. Người đời vội vội vàng vàng, không rảnh tu hành, chẳng qua chỉ vì vợ con. Nhưng dù vợ con cung phụng đến mấy, sao bằng bốn vật này? Còn như giảng sanh Tây Phương, vừa qua sanh tử, vạn phước trang nghiêm, sở cầu như ý, bốn vật kia làm sao sánh được? Cho nên sự việc tốt nhất của cõi trời cõi người cũng không bằng niệm Phật. Năm thứ hai, thứ ba, niên hiệu Quan Tự nhà Thanh, mấy tỉnh miền Bắc gặp hạn lớn. Thầy Liên Mổ ở Úy Châu, ở trong một cái miếu nhỏ ngoài thôn. Có một người đói ở Sơn Đông đột ngột vào miếu, la gào bụng đói, muốn ăn cơm. Sư nói: cơm tôi vừa ăn hết rồi, không còn chút nào cả. Người ấy càng thúc giục hơn. Sư nói: tôi nấu ít cơm cho ông. Sư Liên Mổ thời khóa hàng ngày sáu vạn danh hiệu Phật, miệng tuy hứa nấu nhưng muốn lần cho xong tràng hạt. Người ấy ý cho rằng không nấu cơm cho, liền cầm búa trợ sóng búa vào đầu sư. Sư ngã xuống. Người ấy dùng cái giá cào thang múc hai giá não, vùi dưới thang rồi đi. Sư hôn mê bất tỉnh nhân sự. Lát sau tỉnh dậy, đến Đại Hồng Chung đánh dồn dập mấy mươi tiếng. Trong thôn hễ có việc quan đều giọng chuông làm hiệu lệnh. Thôn dân kéo đến thấy sư nằm trên vũng máu. Mọi người thấy sư còn thở, lay gọi hỏi. Sư đáp: bị một người đoái đánh. Mấy mươi người chia nhau tứ ngã đi tìm, bắt được người ấy, bắt đền mạng, dẫn về trong miếu. Sư nói: tôi với ông ấy chắc chắn đời trước có gây oán kết, nay ông ấy đánh tôi, các ông lại bắt giết ông ấy, há chẳng phải làm tôi chịu đánh vô ích sao? Không chỉ oán cũ không được cởi, mà còn kết thêm oán mới, vậy thì thiệt cho tôi dữ lắm. Tôi có 1.000 tiền đây, mang đưa ông ta rồi cho ông ta đi. Sau đầu sư lành lại, cứng chắc như bình thường, nhưng đầu không có một sợi tóc, và quanh đầu đầy những vết sẹo. Nghĩ cũng lạ. Năm Quan Tự thứ 13, quan tôi cùng Liên Như sư đệ, sư ấy từ núi Hồng Loa hành hương Ngũ Đài Sơn về đến miếu sư ấy. Lúc bấy giờ sư đã hơn 60 tuổi, diện mục hồng hào quắc thước, vừa nhìn liền biết sư là người có tu. Liên Như chỉ đỉnh đầu sư, nói cho quan tôi bổ sung vào đây giúp thêm niềm tin. Dân Quốc năm thứ 21, Sa Môn Thích Ấn Quang.
me.